ấn tượng đầu tiên khi chúng ta gặp gỡ một người đó chính là ngoại hình bao gồm cả chiều cao vóc dáng và khuôn mặt xinh xắn ba đặc điểm báo hiệu trẻ đang ngừng tăng trường bố hãy hết sức lưu ý để cứu con chiều cao của trẻ ảnh hưởng rất lớn đến công việc sự nghiệp và chất lượng cuộc sống của trẻ trong tương lai